Tammy xin mến chào các bạn đang xem channel Tammy và cuộc sống ở Mỹ. Hôm nay trong video này, Tammy xin chia sẻ với các bạn cách lắp ráp Nano Blocks, Mini Lego, thành hình cây thông Noel, Christmas Tree. Thành phẩm của mình sẽ bé bé xinh xinh như thế này nè các bạn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha.
Đây là cách hướng dẫn lắp ráp Nano Blocks Mini Lego thành hình cây thông Noel Christmas Tree nè. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình ngày hôm nay nha. Nếu bạn nào chưa bấm nút đăng ký, thì xin hãy bấm nút đăng ký liền bây giờ nhé. Để sau này khi mình post video mới lên, thì các bạn sẽ nhận được thông báo qua email. Và các bạn nhớ bấm luôn nút like nữa nha. Mến chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nữa nha. Bye!